Hello, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một video cảnh báo cho anh chị em sử dụng chuyển tiền ADA trong mạng lưới Canada Thì đây là một cái xảy ra rất là hi hữu tôi vừa ấy... mắc phải xong. Thì với cái máy tính này thì tôi tôi đang một cài một cái ví Eroin trên trình duyệt trôm thì uh, con view này nó thực hiện cái việc là chúng ta sẽ sao chép một cái địa chỉ ví ví dụ địa chỉ này trong chúng ta pet thì nó sẽ thay đổi một cái địa chỉ ví khác mà của con view nó tự tạo ra ở đây đây ví dụ tôi copy bấm vào uh, cái biểu tượng top copy này Đấy, chúng ta sẽ pet thử lên đây cái đường ai trên này thì đây nó sẽ tạo ra một địa chỉ ví khác đây ở cái địa chỉ đúng là cm6f còn địa chỉ mới có cái đuôi là 9rkpf đấy chúng ta cũng có thể bằng cách khác chúng ta bôi đen vào đây chúng ta cóp cũng bị ra một cái địa chỉ mới đây. bôi đen này căn trôn này copy này chúng ta dán thử vào đây. đấy chúng ta vẫn ra một cái đuôi mới là cái đuôi như đúng đấy, đấy f 9 rkpf đấy hoặc là chúng ta copy một cái tạo ra một cái địa chỉ mới cũng thế. Đấy, cái đuôi là gì đây u uzkk đúng không đấy, chúng tôi bôi đen lại chẳng hạn copy chúng ta có thể paste vào đây để ra một địa chỉ mới là có đuôi là 0 g 5 k tất cả nó lại chuyển sang một địa chỉ ví mới mặc dù chúng ta có thể copy tất cả các cái cái thứ khác text text khác thì nó sẽ không bị nó chỉ có địa chỉ bắt đầu bằng adr thì là nó sẽ thay đổi địa chỉ ví của chúng ta đây đúng không không thay đổi gì cả Đấy. các bạn hãy lưu ý cái việc này xin cảm ơn nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích, hãy đăng ký kênh của chúng tôi bằng cách click vào nút chuông ngay bên dưới video này. Các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin khi chúng tôi ra những video mới. Nếu bạn muốn gia tăng thêm số ADA trong tài khoản của mình, hãy staking đến pool vị hoặc pool Hada của chúng tôi. Hướng dẫn staking chi tiết có ngay trong QR code các bạn thấy trên màn hình. Xin cảm ơn.